Vâng, như vậy là chỉ còn khoảng một tháng nữa thì chúng ta sẽ chính thức bước vào năm học mới, năm học 2024 và 2025. Học viện Đào tạo nghề kỹ thuật sửa chữa máy photocopy, địa chỉ 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, chúng tôi liên tục tuyển sinh và cung ứng việc làm chuyên ngành lĩnh vực kỹ thuật sửa chữa máy photocopy. Và điều đặc biệt tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay đó là trong tháng 8 này, các bạn khi mà đăng ký tham gia khóa học tại học viện của chúng tôi với hình thức trực tiếp hoặc từ xa với gói học online, các bạn sẽ nhận được một món quà đặc biệt bất ngờ. Trước đây thì khi mà các bạn ở những cái tỉnh xa như là Hà Giang, Điện Biên, Cà Mau, An Giang, những cái tỉnh rất là xa thì các bạn sẽ khó có điều kiện để về học các lớp học trực tiếp của chúng tôi tại địa chỉ ở Hà Nội. Thì khi mà đăng ký tham gia những cái khóa học từ xa, các bạn băn khoăn nhất, e ngại nhất đó là các bạn sẽ không có cái giáo cụ để thực hành. Vì khi mà bỏ cái số tiền lớn ra để mua một cái thiết bị, một cái máy photocopy, sau khi học lý thuyết xong để các bạn được trải nghiệm phần thực hành là vô cùng khó khăn về yếu tố về tài chính và những cái yếu tố khách quan khác. Thì trong video ngày hôm nay tôi chia sẻ đến các bạn học viên thân mến một điều rất là đặc biệt trong tháng 8 này mà iCopy chúng tôi tạo tất cả những cái điều kiện tốt nhất có thể để cho các bạn trẻ khi mà lựa chọn nghề để học, để có cái cơ hội khởi nghiệp và phát triển bản thân, đó là nghề kỹ thuật sửa chữa máy photocopy. Nếu như tỉnh của các bạn đang thiếu cái nguồn kỹ thuật thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký khóa học từ xa của chúng tôi. Và ở thời điểm hiện tại và tương lai gần khoảng 5 năm nữa thì cái nghề kỹ thuật sửa chữa máy photocopy nó thiếu hụt nguồn lao động rất là nhiều. Vì thời điểm hiện tại thì máy photocopy được tích hợp rất nhiều những cái tính năng ưu việt về một cái máy photocopy. Công nghệ số ở thời điểm hiện tại có thể gánh toàn bộ những công việc trong văn phòng, trong cơ quan, trong trường học hoặc là trong những cái cơ sở photo kinh doanh. Trước đây thì anh chị và các bạn khi mà quay trở lại lịch sử, chúng ta biết là để một cái văn phòng setup làm việc thì chúng ta cần rất nhiều thiết bị máy móc, máy in, máy fax, rồi máy scan. Thời điểm hiện tại thì một máy photocopy được tích hợp toàn bộ cái tính năng đó, có thể làm thay tất cả những cái công việc còn lại của máy móc khác. Và máy móc càng nhiều, công nghệ càng phát triển thì đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật chuyên ngành càng thiếu hụt và nhu cầu cái công việc này để giải quyết vấn đề. Khi mà máy photo hư hỏng thì đương nhiên các cơ quan, đơn vị, các trường học hoặc cơ sở kinh doanh cần phải đến các bạn, những người kỹ thuật viên đến bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế linh kiện vật tư. Vì tất cả những cái máy, dù là những cái máy có công nghệ hiện đại nhất hay là những cái máy đắt tiền nhất, thì đến một thời điểm nào đó nó cũng sẽ rơi vào cái tình trạng đó là cần phải bảo dưỡng và thay thế linh kiện vật tư. Điều đơn giản nhất đó là thay thế linh kiện vật tư. Thì để thay thế được linh kiện vật tư thì chúng ta phải có chuyên môn kỹ thuật và am hiểu về cái thiết bị này. Chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn một cái công việc mà ở thời điểm hiện tại nhu cầu tuyển dụng lao động rất là lớn, đó là nghề kỹ thuật sửa chữa máy photocopy. Như các bạn đã tìm hiểu những cái thông tin trên các cái phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên các nền tảng mạng xã hội, các bạn sẽ biết. Và điều đặc biệt tôi bật mí ở đoạn video này đó là khi các bạn tham gia đăng ký những cái khóa học của iCopy chúng tôi, các bạn sẽ được tặng một máy photocopy. Và các bạn hoàn toàn không nghe nhầm, tất cả những cái trên hình tôi đang chia sẻ ở video này, khi các bạn đăng ký tham gia khóa học của iCopy chúng tôi, địa chỉ 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, nếu như các bạn ở những cái tỉnh xa không có điều kiện về học trực tiếp, các bạn có thể đăng ký khóa học từ xa online. Và những điều mà tôi chia sẻ ở đoạn đầu video đó là khó khăn về tài chính, các bạn không mua được máy photocopy gì trong tháng 8 này. Trong tháng 8 này, iCopy chúng tôi sẽ có cái điều kiện rất là tuyệt vời để cho các bạn có cái trải nghiệm, có một cái nghề học. Đăng ký khóa học, các bạn được tặng máy photocopy, các bạn không nghe nhầm và đó là điều cam kết từ chúng tôi. Tôi sẽ test thử một model máy và các bạn nhìn trên máy các bạn sẽ biết là đây là máy chúng tôi nhập khẩu chính thức về, vẫn còn nguyên bọt, nguyên bao. Và khi tham gia đăng ký khóa học trong tháng 8, các bạn sẽ được nhận một máy photo kèm theo để làm công cụ các bạn thực hành. Và với máy photo này, các bạn ngoài sử dụng để làm cái công cụ thực hành sau khi học xong phần lý thuyết, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng máy photo này để làm những cái công việc cho gia đình, ví dụ như là in photo hoặc là trải nghiệm những cái công nghệ mới được tích hợp ở máy này. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay. Các bạn hãy liên hệ với chúng tôi, địa chỉ Học viện 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc là liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0964
0905-405-366 để nhận tư vấn cụ thể và chính xác những cái thông tin. Khi tham gia khóa học, được tặng máy photocopy để làm phương tiện công cụ thực hành. Đó là những cái điều mà trung tâm chúng tôi đã bàn với nhau và tạo điều kiện hết sức cho các bạn trẻ để có một cái nghề chúng ta định hướng, chúng ta học và chúng ta khởi nghiệp và phát triển trong tương lai. Trong tháng 8 thì chúng tôi sẽ có khoảng 10 máy photocopy tặng cho học viên, nên số lượng thì nó chỉ có giới hạn là 10 máy. Các bạn đăng ký sớm những cái khóa học của chúng tôi để nhận máy photo miễn phí. Các bạn lưu ý thông tin là các bạn có thể check trước thông tin để nhận những cái trải nghiệm về hình ảnh, về những cái model máy mà các bạn được tặng khi mà tham gia khóa học. Và số lượng chỉ có 10 học viên được nhận máy photocopy, nên các bạn nhanh chóng đăng ký khóa học để nhận máy photocopy. Từ cái chia sẻ của các bạn, rất nhiều bạn trăn trở đó là khi em tham gia khóa học rồi, em không có tiền để mua máy photocopy thực hành từ xa. Thì đó là những cái trăn trở chung của nhiều bạn, nhất là những cháu ở vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn thì rất khó để bỏ tiền ra mua một cái máy photocopy để mà làm cái công cụ giáo trình thực hành. Thì đó là toàn bộ cái thông tin mà tôi chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn, các em, các cháu. Khi các bạn có những cái thông tin từ video của chúng tôi, có thể chia sẻ đến các em, các cháu, những cái bạn trẻ chuẩn bị bước vào năm học mới, lựa chọn cho mình một cái lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành, một cái nghề để học, thì có thể chia sẻ đến các bạn trẻ, cho các bạn trẻ thông tin từ cái video của chúng tôi, để các bạn ấy có cái điều kiện tiếp cận những cái điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để các bạn bắt đầu hành trình một công việc, một sự nghiệp trong tương lai. Và nếu như các bạn ở xa, ở những cái tỉnh xa mà có nghề rồi, hoặc là muốn trải nghiệm những cái công việc này ở thủ đô, ở thành phố Hà Nội, Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, thì hoàn toàn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận những cái thông tin, tin tư vấn và cung ứng việc làm chuyên ngành. Vì ở thời điểm hiện tại thì rất nhiều doanh nghiệp cần tuyển dụng cái nguồn lao động kỹ thuật máy photocopy. Thì đó là một số những cái thông tin mà tôi chia sẻ đến anh chị và các bạn trong cái video ngày hôm nay. Hãy chia sẻ video của chúng tôi để cái ý nghĩa cho đi của chúng tôi được lan tỏa rộng hơn, xa hơn đến những cái bạn trẻ, những em không có điều kiện để không có điều kiện hoặc không đủ điều kiện về tài chính để đi đến thành phố lớn học nghề, thì hoàn toàn có thể tham gia cái khóa học từ xa. Với cái điều thuận lợi nhất đó là chúng tôi tặng kèm một máy photocopy để các bạn có cái công cụ, dụng cụ để thực hành khi mà tham gia khóa học từ xa của chúng tôi. Biết ơn anh chị và các bạn, đặc biệt là những các bạn trẻ, những bạn chuẩn bị định hướng cho một cái sự nghiệp mới trong năm học mới, liên hệ với chúng tôi để nhận những cái thông tin, tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo trong chương trình chia sẻ về những cái khóa học chuyên ngành và cung ứng việc làm. Đặc biệt ngoài ra thì tôi chia sẻ thêm, chúng tôi có rất nhiều máy ở kho ở đây. Chúng tôi bán và cho thuê trên toàn quốc với hình thức bán buôn, bán lẻ và cho thuê máy photocopy. Cô chú anh chị các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận những cái tư vấn chuyên ngành về máy photocopy, linh kiện, mực và vật tư. Xin chào và hẹn gặp lại.